gốc đó nè. Mai giao mày xong rồi nè, coi đây bán không? Kéo đây cho em. Rồi hai ông thợ này chắc nghi lắm à. Thiệt luôn á, cái dao. Bữa nay xúm nhau làm gì vậy? Mày dao mày kéo hả? Mới mài cho liên ngô. Trời. Ghê vậy đó hả? Trời ơi, anh mài gì cắt vậy nó chảy nước ra hết trơn. Có bén đâu. Mới mài xong mà. Trời ơi, mấy ông thợ này không tin tưởng được rồi. Thôi anh thức rồi, anh thức. Vậy là không coi clip anh thức rồi nè, thiệt tình luôn á. Trời ơi, mày dao mày kéo cắt kiểu này chết rồi. Trời ơi, nó hay lắm. Nghĩ sao mày dao mày kéo mà cắt trái hạnh nè. Nè. Trời. Đây. Trời trời. Sợ vợ cắt luôn nè. Bởi vậy á, mày dao mày kéo không bán là mấy cái người mày sợ vợ đó, bởi vì mày không bán đó. Để chỉ cho cái mấy cái mẹo mà để mày rồi kéo làm sao vậy? Rồi kéo đã cắt đúng liền không? Không cắt thì được nè, nhưng mà em biết là cắt mấy cái đồ này kia đâu có miếng vải đâu rồi. Có miếng vải không? Sao mà có mấy ông anh này đi lấy chứ. Đá mà dao mà về hồi nãy lên là kiếm cục đá mà dao là nghi lắm rồi. Mày kéo. Đúng. Rồi luôn, rồi hiểu luôn chứ. Kéo này cắt cũng được ha. Thôi mày dao. Rồi sao em cắt miếng màng mà em cắt được miếng màng trời. Đây. Trời ơi, kéo này cắt cũng đứt dữ ha. Đây, ở nhà nhìn hai huynh đệ tôi mài kéo này rất là bén luôn. Nửa tiếng đồng hồ luôn nha. Hư hai cây kéo luôn chứ còn cái gì nữa. Sao vậy? Bởi vì á đây nè, bởi vì á là muốn mà làm bếp mà nhanh gọn lẹ hoặc là mài những cây kéo cây dao mà nó mà mình sử dụng một thời gian nó bị lục bị cùi á, người ta gọi là bị cùng á. Mình đâu có cần gì đâu, mình sử dụng cây dao mài cây kéo mà sử dụng cây kéo mài cây dao. Ủa được hả? Ủa cây kéo mà mài tầm bậy là không có bén đâu á. Biết rồi, nhưng mà ta sử dụng cây dao mài cây kéo mà cây dao mới ghê chứ. Nhưng mà bén là cực kỳ luôn. Mới nghe luôn. Để anh sẽ chỉ cho cái mẹo mài cho coi. Ở nhà mình ai có dao, ví dụ cây dao mài cây dao vẫn được, hoặc là dao mài cây kéo vẫn được. Liếc á phải không? Có nghĩa là mình sẽ liếc theo cách nào á để chỉ cho luôn nè. Đây, nhà mình thường là có mấy cây dao mà bị cùng nè phải không? Đây là để lao ra. Mua mấy cây dao đó 10.000, 20.000 cây rồi bữa dĩ xài. Mau lục. Dám đâu nó vẫn bán bình thường. Đây. Đó thì bây giờ là mình á là sử dụng bây giờ trên nhà mình thường có cây kéo. Tại vì cây kéo á là cái lưỡi nó bằng thép. Bằng thép hoặc là bằng inox á. Đó thì nó sẽ là cứng. Còn cái cây mà ví dụ em lấy cây sắt cái gì á mài á là cây sắt nó mềm là nó sẽ bị ăn vô cây sắt. Mà cái này nó không mòn. Làm sao mà cái lưỡi kéo nè nó mòn lại thì nó mới ăn. Đúng rồi, nó mới sắc mới bén. Làm sao cái lưỡi dao, ví dụ mình mài dao á thì mình đưa vô cục đá mình mài làm sao mà cái lưỡi dao á mà nó ăn mòn cái lưỡi dao thì cái dao mới bén. Thì đơn giản thôi. Đây ví dụ cây dao nè, bây giờ cắt chanh thấy không? Nè đây. Cả nhà thấy cắt không đứt phải không? Nó lục nhất là chắc là lục luôn, cắt là mới thấy cắt mà thấy chảy nước là hiểu rồi đó, là không bén rồi đó. Mình á là đặt cây kéo vậy nè, cầm cây kéo vậy nha. Đây mình lấy cái dao nè, mình đẩy vô, đẩy qua. Đây, đẩy qua đẩy lại nè. Tại vì á ngay chỗ cái sống trên của cái cây nè. Nó rất là cứng. Đây, mình kéo nè là nó ăn luôn cái lưỡi dao mình luôn. Đây, kéo qua kéo lại nè. Chừng nào mà cảm giác á mà cái mình nó chơn được á là cái dao nó bén. Thường á là ví dụ mới đẩy lần đầu tiên á là nó sẽ rất là gít, nhưng mà liếc chừng 2-3 cái nó rất là chơn lại. Nó mượt mà lại ha. Bởi vì người ta sử dụng cây kéo mài cây dao. Chết rồi, cắt cái hạnh. Xong nè, thấy không? Đơn giản đây, cầm nè. Thấy không? Cắt không chảy nước luôn nè, thấy không? Đây, đó. Cả nhà thấy cắt không chảy nước không? Uy, anh Thước công nhận mày dao bén thiệt cũng ơi. Bén gì? Chắc tùy theo người á anh ơi. Không phải là tùy theo người, cái này là biết cách mài thôi. Hoặc là mình nói là ví dụ mình dao mình là đang xài đi mà nó lục đi, đưa lên sóng dao nè. Đưa kéo qua kéo lại nè. Đó. Nhưng mà nó sẽ không có im bằng cây kéo. Tại cây kéo thép nó mới cứng. Thép nó cứng hơn thép dao luôn. Hồi đó giờ mới phát hiện luôn á, anh Thước nói mới phát hiện. Vậy nè. Rồi đó, cắt thử ai. Rồi cây này cũng vậy luôn. Tất cả dao đều được hết trơn nha. Ôi nhẹ nhàng. Ôi đã quá vậy. Đó, cắt mịn nhà mở ra luôn đó, thấy không? Im lắm luôn. Thôi. Đây, nè, mới mình đẩy mấy cái đầu thì cảm giác nó gít không? Đây, nó gít chỗ nào á là cái chỗ đó nó không bén. Nhưng mà đẩy qua đẩy lại nè. Đây, ngay cả nhà nhìn ngay chỗ này nè. Nếu mà không biết có nhìn kỹ không biết. Đây. Thấy không? Nó ăn vô lưỡi dao luôn. Tại vì cái sống cây kéo nó rất là bén. Nó làm mòn cái lưỡi dao đây. Đây, nó thấy không? Đây nè. Rồi, bây giờ cắt thứ rồi nè. Ghê chưa? Đây nè. Đưa nè, cắt nè. Cái kéo im quá ta. cắt miếng chanh mà không chảy nước là ok, là bén rồi phải không? Luôn cả cây dao bự luôn vẫn vậy. Rồi chút anh sẽ chỉ cho cái mẹo mà làm sao mà lấy cái kéo, cây dao mài đợi được cây kéo nó mới ghê nữa. Cái này cũng quan trọng này nha. Đây bây giờ mình liếc cây dao nè ha không? Đây mình liếc á, mình đưa cái góc vậy nè, thẳng 45 độ. Đây nè, cho nghiêng chút xíu nè. Đó, đây, kéo qua kéo lại. Đây, cho nên mình gờ cái lưỡi dao mà nó cảm giác nó trơn được á là cây dao nó bén rồi. Đó. Mấy cây dao này cùng dữ lắm, cùng rồi. Đúng biết sao em đem chặt cây hoài á. Chặt thật. Mài dĩa nó không có mòn cây kéo luôn nha, cây kéo nó cứng lắm. Đây. Đó, gờ nè, lưỡi dao mà nhắm bén là được ok đó. Ủa, đây cây dao bự thiệt bự luôn, mình liếc vài cái mình cắt cái trái hạnh cho cả nhà coi. Đây. Ôi trời ơi. Đây. À. Nếu mà cắt cái hạnh á, mà nó mà bị chảy nước là cái da không bén đúng không? Đúng rồi. Đây. Đó, thấy không? Đây, thấy không? Nè, nhẹ nhàng. Ý, đơn giản quá hả? Đó, thấy không? Không, bây giờ quan trọng khi kéo bây giờ anh mài lại okay. Cây dao đỡ luôn. Ừ đúng rồi, lấy cây dao mài lại cây rồi. Kéo. Nãy giờ là mình á là lấy cây kéo mài cây dao. Bây giờ mình sử dụng cây dao mình mài cây kéo. Đúng rồi, đúng rồi. À, đó giờ mới nghe luôn. Rất là đơn giản, không có gì hết trơn á. À, đây nè cả nhà. Mình cây kéo thí dụ mày cây kéo hồi nãy lục nè, bây giờ cắt mấy miếng vải nè, cắt không dơ không đứt nè. Đây, đây cắt không đứt nè, để anh mài cái là cắt đứt ra coi. Đây, cắt không đứt thấy không? Rồi. Đó, anh mài lại là cắt đứt liền. Mình á là lấy cái dao nhỏ cũng được rồi. Nè, mình hả cái miệng kéo ra, mình lấy cái dao này cảm giác cho nó đứng như nè. Đứng lên. Vuốt ra vài cái. Đây. Ủa vậy thôi hả? Thẳng ra, vài cái thôi. Đó, bên đây vài cái nè. Chứ mình không có đưa tới đưa lui giống như là cái cây dao ha. Không không, đây mình chỉ vuốt ra thôi, vài cái vậy nè. Đó. Rồi, bên đây vẫn vậy, bên đây nè, vuốt ra vài cái. Cảm giác mà để cây kéo cho nó đứng nha, để cái dao đứng luôn. Rồi em hiểu cho nó đứng như nè. Đó, vuốt ra vài cái. Nó hơi gít gít là ok đúng không? À không, vuốt mà cảm giác nó trơn ra được là nó ok. Thì mình sẽ gời cái mép này nè. Cảm giác mà mép này nó gít lại được nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, mình cạo ra thì cái mép này bên đây trong nè, cả nhà gờ cái mép trong nè là cảm giác nó gít lại liền. Không tin cả nhà cứ sử dụng làm cây kéo mình thử rồi. Đó, gít bên đây, gít rồi. Đó, bên đây coi gít hết chưa? Rồi đó, ok. Mà cây kéo nó gít lại được. Bây giờ cả nhà nghe cái tiếng mình kẹp cây kéo lên nè. Thấy cây kéo gít lại không? Cây kéo gít lại á là cây kéo bén. Dạ. Đây. Đó, bây giờ ví dụ miếng vải này đi. Đó. Đây, mình sẽ cắt cho cả nhà coi. Ngọt ngay luôn kìa. Ý, đơn giản chi trời. Đây. Đó. Đây, cắt làm hai luôn. Đơn giản cầm cây kéo mà cắt cái gì nó không bén chân á. Cảm giác cây kéo nó gít không? Đúng rồi, nó cảm giác là nó gít cái kêu, nó kẹt thì đây là cái mẹo mà để lấy cây dao mài cây kéo. Bén không? Bén chưa? Nè mấy anh thấy chưa? Chết rồi, mấy ông này chứ hay lắm. Nói anh biết mài con khỉ gì càng lục thêm. Nhưng mà phải có kinh nghiệm mài nha, để chỉ lại chi tiết cho nghe. Cái mài cây kéo nó khó hơn mài cây dao. Đúng rồi, chứ cây kéo hồi đó giờ ít có ai biết mài lắm á. Đây đây, cây kéo nè, bây giờ cây kéo nè không đứt nè cả nhà. Đây, nè đưa vô cắt nè. Cắt ớt được nha. Không đứt nè thấy không? Cắt hành cắt ớt được. Không đứt nè thấy không? Đó, đây có một miếng vải nè mà cắt không đứt nè. Thì á là mình để cây kéo, mình để cái miệng cây kéo cho nó đứng đây nè. Đó, nhìn ra kỹ nha, cho nó đứng cái mặt bằng nha. Dạ. Rồi á là lấy cái dao để cho bằng luôn. Đưa vô cái sống. Vuốt cái châm vuốt ra. Dao nào cũng được đúng không? Dao nào cũng được chân á. Dao nhỏ dao bự gì cũng được chân á. Vuốt mà cảm giác mà nó hết mà cái sần độ sần á, mình vuốt đi nhẹ nè. Đó, qua thứ hai gờ bên đây nè. Đó mà nó mà có nhám là được. Nó tại vì nó cuốn mép vô đây. Đúng rồi mình nhấp lại là nó cắt bỏ cái mép bên đây luôn. Nó chỉ có một mép thôi. Rồi bên đây nữa là nó cắt hai mép lại với nhau là nó rất là khích đây. Vuốt dài cãi ra. Rồi, bên đây vẫn vậy, nhớ nha, để cây kéo cho đứng lên. Đây cây dao nè, đứng nè. Kéo ra. Rồi. Kéo mà cảm giác mà ở trong nè, nó gờ lên mà nó nhám được. Bây giờ nó chưa nhám nữa không? Chưa nhám mà vuốt cho nhám ra luôn, rất là đơn giản. Đây. Đó, bây giờ nè, mình cảm giác nhám hết trơn là liên ô nè. Mình cắt cây kéo lại cho cả nhà nghe nè. Thấy không? Cảm giác là đó, lại mà đó. Rồi cắt thử ơi, cắt giải ơi. Wow, ngọt ngay luôn nè. Đó. Trời ơi. Đây nha cả nhà, để mình cắt lại cái khăn này cho cả nhà coi. Hồi nãy á, là cây kéo cắt không đứt phải không? Rồi bây giờ nè. Giống như cây kéo cắt giải. Cây kéo cắt giải luôn. Thấy không? tuyệt vời, rất là đơn giản, rất là tuyệt vời luôn. Thì cả nhà mình thấy mẹo mình có hay hết á thì nhớ bấm like, subscribe đến cái kênh ủng hộ mình. Thì đây là cái bí quyết mà dùng dao để mài kéo, mà dùng kéo để mài dao. Thì thường thường nhà mình chỉ có hai cái đó thôi. Dạ, đúng rồi. Một là dao, hai là kéo. Thấy mấy cái dao không? Mình mài ra cái dao rất là cùng luôn, thấy không? Đó, mình lướt vài cái lên cây kéo, tại vì á, cây kéo á, là thép nó cứng hơn thép cây dao nha. Cây kéo thép cứng hơn cây dao. Mình lướt á, là cái chỗ cạnh kéo nè, nó sẽ ăn cái lưỡi dao mình. Đây, nó như cạo đi một lớp gì đó. Đó là cây dao nó rất là bén. Cắt trái chanh mà thấy vậy là ok rồi, phải không? Đúng rồi. Thì cái nhà mình thấy mẹo mà hay quá, nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoặc là có ai mà biết thêm mẹo này hay thì nhớ comment bên dưới mình. Thì ở đây là cái mẹo đây, đó liên ô thắt cái sắt, thấy không? Sắt lát mỏng thiệt mỏng luôn rồi. Nè. Đó. Có muối không? Thấy không? Cái dao bén vừa gì. Tại vì nhà mình á, đồ mình bén bén đâu mà không biết cách xài. Đặc biệt mấy cái dao này mà đưa vô đá mà dao mài không bén nha. Nói chung là em thấy cái này là anh mày quá ok rồi. Tại vì dao inox thì... đó là mình đã sử dụng là phải sử dụng theo cách này. Dạ. Hoặc là nó có cái cây để mài, cái cây inox của nó mài. Nhưng mà mình sử dụng vậy đi, mất công mua cây làm chi. Đúng rồi. Đó. Có mấy cái này tận dụng. Thấy đơn giản không? Ngồi mài có chút xíu, hai ba người ngày mài biết bao lâu.